Sao? Ui giời ơi, thử căng 13 cân cây vợt 8U siêu nhẹ của ARP này, theo anh em liệu có chịu được hay không? Xin mời anh em cùng theo mình nhé. Đây là cây BBQ 3.0 màu hồng mà mình rất là thích. Và hôm nay thì mình sẽ thực hiện cái thử thách này. Cũng không biết có được hay không, nhưng mà trước khi thử cái thử thách này thì mình cũng muốn quay lại một chút video để nhỡ không may nó sập ra đi thì lại không kịp tạm biệt với em nó. Đấy. Ghi lại một chút hình ảnh của cây vợt này anh em nhá, lưu lại đã. Tránh cái trường hợp là nhỡ không may mà nó có sập khung thì lại tiếc lắm anh em ạ. Không biết có hàng này không, vợt mỏng như thế này cơ mà. Nghe anh em bảo là cắt lưới sai kỹ thuật thì nó sẽ sập khung. Mình đang chuẩn bị cắt những cây vợt này để đem đi test thử căng 13 cân. Nên là bây giờ cũng rất là hồi hộp và rất là lo, không biết liệu có sập hay không. Bây giờ sẽ cùng cắt thử xem thế nào anh em nhé. Mời anh em cùng đến với cái màn cắt cước của, này của mình nhá. Hy vọng là nó sẽ không làm sao cả nhá. Một đường dọc và một đường ngang. Én, 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 én. Ui trời ơi, may quá không có chuyện gì xảy ra anh em ạ. Vẫn nguyên vẹn rồi. May quá là may. May quá, may quá. Ok, thế là xong. Như này thì đã đúng kỹ thuật chưa anh em? Chắc tại vật đẻo nên là nó chưa gãy nhỉ. Đây, ra nơi rồi anh em nhé. Mày ra căng thử cái cây này 13 cân và 8U xem không biết có chơi được không. Hôm nay thử luôn bằng cái cước của ARP luôn nha anh em nhé. Có mấy cước của ARP luôn. Không biết có chơi được 13 cân được không. Anh thử em con này con nhé. Thử xem là vợt 8U nhẹ pèo này. Em nghĩ nó mỏng lắm. Các tín đồ của chân đất Sport. Có đồ chân đất. Đây là anh Trọng Sport bái đô anh em nhá. Sport bái xuyên, bái xuyên nhầm chợ bái lại nhầm rồi. Cứ nhầm rồi. Trên đất này. Toàn quên. Đấy, thử cái cước này của họ xem nào. Dây chuối đây. Sáng choang luôn, lên cái vật màu hồng. Cái dây hồng rất là hấp dẫn đấy. Nhìn đẹp nhỉ? Nhìn đẹp thật chứ. Có thấy em kết con đấy mà nhìn chất thật. Thử phát xem, nói chung là hơi khoai. 13 cân mà vật nhẹ này thì khả năng nó sẽ mỏng nhỉ, nó phải mỏng cho mới nhẹ được. Nên là 13 cân cũng hơi khoai đấy, không biết chơi được không. Nhưng biết đâu bất ngờ. Mọi bất ngờ có thể xảy ra. Cứ thử thôi. Nhìn chung là có nhiều vật khác thì chơi được thôi, nhưng mà chơi dòng đấy. ALP này hay ho phết. Trời đang rét này nhìn em hồng này ấm hẳn đấy. Màu sơn nó chả đẹp nhỉ. Màu sơn chất. Óng ánh luôn. Đỉnh của nó đấy. Vật 5 lít này là quá ngon rồi. Đấy, bán xong rồi. Gì? Xem dọn dẹp đi con. Đấy, chuẩn bị xóa xong. Mới xóa không đã thấy căng căng rồi. Đấy, cước vàng lên lên cái khung hồng nhìn ra gì phết. Cái này xanh chuối. À xanh chuối. Lóa cả mắt. Cái màu này sáng nhỉ. Cái màu này gây chói lắm nhá. Nhìn nó rực mắt lên luôn đấy. Ok anh, được ok. Mấy nữa cho mượn cho anh test. Rồi bắt đầu vào khung. Thử xem nào. Lại là những cái màn rất là hồi hộp rồi. Anh là bê sport. BBQ 3.0 nghe thấy mùi gà rán rồi. Thử 13 cân nha các bạn nhá. Không biết là có chịu được hay không hay là lần cuối. Vâng, thử 13 cân đi. Nó là tròn 13 cân hay là gì anh? Cái con này nó là 0,21 thôi. Độ chia của nó chỉ 0,2 à? À có 13 cân tròn đấy. Hồi hộp đấy, hồi hộp đấy. À, không biết là có phải chia tay em nó không đây. Nếu mà đúng nguyên tắc của nó thì cước đầu lên một tí hay để vâng, không... cứ tùy anh thôi, anh cứ làm đúng kỹ thuật thôi. Đó, anh cứ theo kỹ thuật thôi. Anh à. Thật. Ai dạ, được cái chứ. Khét nhỉ. Lần đầu tiên mình nghe cái hãng vợt mà 8U mà chịu lực được như này. 13 cân nhỉ. Không biết là hãng dựa vào cơ sở kiểm duyệt nào dã man thật. Khét nhỉ. Mà nhìn đẹp chứ. Mọi nhìn đẹp chứ, phải đùa đâu. Khả năng ổn đấy nhỉ.
Như này khả năng là chơi được anh ạ. Không cứng. Chật nhỉ. Vật nhẹ teo. Ê. RP đang nhắn tin hỏi. Hồi hộp phết các bạn ạ. À, không, em quay video. Cái không quay video thôi, cái này phải quay video về cho mọi người xem lại chứ. Like thì chỉ xem được ngay lúc đấy thì không giải quyết được cái gì. Đây. Ô nghe có vẻ khá ổn đấy anh em ạ. Chờ tí cho đến cái khâu mà tháo ra mới rén. Nhưng mà bây giờ chuẩn bị đến giờ đón con rồi gay nhờ. Anh chạy về đón xong lại quay lại. Chạy chân đất nhá. À. Ui giời, chắc là không giòn đâu. Nghe như đạn ấy. Ây da. Đây ra đây. Lần đầu tiên chứng kiến là ví dụ như là các hãng khác thì đây nó có mũ chụp chẳng hạn, vâng. Mũ. Nhưng mà cái này gần như nó đúc luôn, chắc là khung rất là khỏe này. Trơn liền luôn. Trời khác biệt. Dị mà, toàn vào dị. Hôm qua có ông mà bình luận bảo là ông này cứ như kiểu CEO của ALP. Độc chất thật. Anh ấy phong cách chơi rất là chất. Kêu thật. Hồi hộp phê cho các bạn. Nhìn thử cái quả phát này cho em thử. Gãy phát, gãy phát nào. Ui. Móng nhỉ. Ui. Cứ cứ gãy ổn phết chứ. Cứ gãy cũng chịu được thôi. Nhưng mà mấy cái cước này chắc là không biết là có chơi 15 cân. Nó bảo cái cây cước 95 người mới chơi được 15 cân. Để hôm sau thử sau. Ở khu này anh chưa bao giờ căng quá 12 cân. Vâng, vâng. Thì đây là căng là test, mang tính chất là test thử thôi. Chứ chơi làm sao được anh. Chơi 12 cân này đau cái tay rồi. Kinh thật. Đấy, sắp xong rồi các bạn ạ. Sắp sửa khóa sổ nhá. Vật màu hồng mạnh mẽ đấy, anh em thấy mạnh mẽ không? Quá mạnh mẽ luôn. Khét thật nhỉ. anh chủ quán đang đấy mắt chữ A một chữ cái vật này. Dòng vật của ALP. Thời gian tới là biết đâu là sẽ là một một truyền bá một cái hệ tư tưởng của ALP luôn. Một hệ sinh thái của ALP lấn chiếm thị trường cầu lông. Không biết đâu rồi các bạn. Biết đâu bất ngờ đâu mà. Thay thế K52 Pro Turbo. Thôi giờ quên K52 Pro đi. Giờ đến thời của ALP rồi. Khét thật. Đang đến giờ đón con rồi nhưng mà phải gác lại để căng lốt cái vợt cho anh em đây. Gầy thế. Hy sinh thế cơ mà. Rồi, khóa sổ các bạn nhá. Khóa sổ. Lại là đến cái bước khóa sổ khá là hồi hộp. Ui, cảm giác như anh quẹt tay phát âm nghe đã thấy giòn rồi. Chốt thêm một lần nữa. Chốt. Ây da. Tạch. Tạch. Ui giời, chân run đánh đạn rồi anh em. Hồi hộp quá. Hồi hộp quá. Ui giời. Anh thử phát xem nào. Ui, vẫn ổn định đúng không? Ừ. Bất ngờ nhỉ? Mừng ALB. Có lông chân đất. Ôi, em xin cảm ơn anh nhé. Để em thử xem. Ui ôi, cặp căng lắm anh ạ. Nhẹ bẫng. Ui rồi, chắc là không giòn đâu. 13 cân thì các bạn, lần đầu tiên cầm một cái vật 13 cân mà lại vật 8U siêu nhẹ nhá.
Phải nói là quá bất ngờ với cây ALP này anh em ạ. Cái ông ALP này ông mới đưa mình đi hết từ bất ngờ đến bất ngờ khác. Một cây vợt 8U siêu nhẹ như này mà căng đến 13 cân vẫn không hề ấn gì. Nhìn chung là thật sự là quá bất ngờ đấy. Không thể tin nổi đâu, không dám tin anh em ạ. Quá chất. Với những anh em mà tay to thì chắc chắn là không nên chơi vợt nhẹ gì, không thích. Nhưng mà với những người mà con gái hoặc là những người lực tay yếu mà chơi những cây vợt nhẹ tầm giá có 500 cành mà lại độ bền chịu lực tốt như này thì quá xuất sắc, quá xuất sắc. Thử xem nhá. Ui giời ơi, phá hủy luôn. Làm lại nhá. Ui giời ơi, rụng luôn cả lông này luôn. Ui giời.